Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, việc hiểu được thời vận các hung đối với mỗi người là rất quan trọng. Nó có thể giúp con người giảm thiểu rủi ro, bất lợi, thất bại, khổ đau và chủ động nắm lấy cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn. Từ đó có thể thu được thành quả tốt đẹp. Bởi vậy, từ xưa tới nay, việc dự đoán tử vi vận khí các năm luôn được nhiều người quan tâm, tìm hiểu. Vậy làm cách nào để những gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 biến hung thành cát, nắm bắt cơ hội đón tài lộc hiệu quả nhất trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021? Hãy cùng lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu trong video ngay sau đây. Đặc biệt, trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cấy hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, Sông là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi Sông vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường là những người thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Bính Thìn 1976, mệnh xa trung thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhân nại, luôn tích cực làm việc không quản khó khăn. Đầu óc tư duy linh hoạt, nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều, bỏ dở giữa chừng lại là một trong những thói xấu của họ. Ngoài ra, những người tuổi Bính Thìn rất lương thiện, dễ mùi lòng. Đây là bản tính của họ, chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Nhưng tính cách mờ nhạt, không rõ ràng, nên thường cuộc sống của họ khá bình yên và tẻ nhạt. Thực ra, họ chỉ cần cố gắng chăm chỉ về tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Quý âm thủy gặp Thìn Dương Thổ nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Thìn cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Tử vi tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021 dự đoán rằng vận trình của người Bính Thìn ổn định nhưng chưa thực sự bứt phá trên mọi phương diện. Đây không phải là thời điểm thích hợp để đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào. Quý gia chủ nên tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình. Quý gia chủ cũng sẽ phải chi tiền nhiều khoản trong tháng này, nên cần chú ý xây dựng kế hoạch, nhật ký chi tiêu hợp lý, cẩn trọng cháy túi lúc nào không hay. Trong mặt sức khỏe, người tuổi Bính Thìn cũng nên chú ý nhiều đến các bệnh về đường tiết niệu và một số bệnh nhỏ như cảm cúm, đau dạ dày. Bản mệnh nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Không như vậy, trong năm 2021, tuổi Bính Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Ngày xưa có câu thái tuế đừng đầu họa, vô hỷ tất hưu họa, ý chỉ thái tuế báo đến hướng. Những người vào tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Bính Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải,
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Bính Thìn trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi Bính Thìn có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới nhất. Bản mệnh có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng. Tuy nhiên lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Hơn nữa, bản mệnh là người có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình, nên có thể được cấp trên ưu ái, giao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bản mệnh nản lòng, mà còn khiến bản mệnh thêm vững tâm, tiến bước. Tuy nhiên, những người tuổi Bính Thìn phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào trong công việc, nếu không bản mệnh sẽ phải trả giá khá đắt, thậm chí là đánh mất vị trí mà mình đang có. Bản mệnh cũng nên bình tĩnh, suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ có cách giải quyết tốt nhất, chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Bính Thìn nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Sang tháng 4 âm lịch, tài lộc của những người tuổi Bính Thìn không có nhiều biến động. Bản mệnh có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Với những người làm công ăn lương, có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp bản mệnh cải thiện phần nào cuộc sống của riêng mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc và những việc không thực sự cần thiết. Còn với những người làm kinh doanh, có thể thu được khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Bính Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Phương diện tình cảm của những người tuổi Bính Thìn tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bản mệnh, nhưng tất cả đều không thành do tính cách không hòa hợp được với đối phương. Dù quý gia chủ là người cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng lại không nhiệt huyết và ga lăng. Tuy vậy, quý gia chủ cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực. Chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Còn với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán. Tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ khi có mâu thuẫn xảy ra. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Bính Thìn nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn và tăng cường mối quan hệ vợ chồng, cải vận tình duyên cho những người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Bính Thìn có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bản mệnh lo lắng hơn, sẽ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe. Cho nên bản mệnh giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Ngoài ra, những áp lực từ nơi làm việc khiến bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính cả làm cho thị lực của bản mệnh ngày càng giảm.
Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên bản mệnh nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Đồng thời, bản mệnh cũng nên chăm tập thể dục, thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Bính Thìn cần mang bên mình tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Bính Thìn có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hạnh dần, phá thân, tuyệt tý. Trong tháng, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 4, tức ngày 14 tháng 5 dương lịch, nạp sát, nhâm tuất. Thứ hai, ngày âm lịch 15 tháng 4, tức ngày 26 tháng 5 dương lịch, nạp sát, sắp tuất. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 4, tức ngày mùng 7 tháng 6 dương lịch, nạp sát, bính tuất. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên của các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Họ có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 2 tháng 4, tức ngày 13 tháng 5 dương lịch, nạp sát Tân Dậu, nạp âm Thạch Lựu Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 14 tháng 4, tức ngày 26 tháng 5 dương lịch, nạp sát Quý Dậu, nạp âm Kiếm Phong Kim. Thứ ba, ngày âm lịch 26 tháng 4, tức ngày mùng 6 tháng 6 dương lịch, nạp sát Ất Dậu, nạp âm Tùy Trung Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Bính Thìn trong tháng 4 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúng tôi rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.